Thế giới này có bao nhiêu điều khó khăn, cô ru mong cuộc đời các con những điều đẹp nhất, cô ru muốn ban tặng các con những điều cao thượng, các con mai cùng ta đi tìm tình thương mơn mông. Mẹ đại dương bao la luôn bao trùm càng khôn, tình yêu thương trong con và trong Ruma là vinh cường. Ruma là ngọn đuốc chi quê hiền nhiều, là âm lưu yêu thương từ vũ trụ bao la. Ánh sáng khai ngộ của càng khôn là Ruma, ánh sáng ta đủ soi sáng ta và tâm tôi. Khi trang cuối cuộc đời các con khép lại, và Ruma, Ruma sẽ đưa các con yêu về trong hào quang của Thượng Đế toàn năng. Hello thiền sinh khắp nơi trên thế giới. Hôm nay quý vị thấy rồi phải không? Thầy trò chúng tôi, thấy chưa? Thu hoạch ngó môn mà trồng ngó môn, thấy chưa? Hôm nay thu hoạch ngó môn vô cùng ngon. Đây quý vị thấy không? Đây là ngó môn mà thiền đường trồng đây. Sư phụ gọi là trong thời dịch bệnh mà có cái này là vô cùng diễm phúc, thấy chưa? Ngó môn là đặc sản, là một món ăn của người Thái, thấy chưa? Họ làm rất là nhiều những cái chế biến những thức ăn rất là nhiều món khác nhau từ ngó môn. Cho nên ngó môn hiện giờ được chuyển tới đất nước Việt Nam chúng ta. Đất nước Việt Nam chúng ta hiện giờ hình như là đang lan tỏa cái ngó môn này ra. Hôm nay sư phụ sẽ chỉ cho quý vị cách thức làm sao mình làm ngó môn. Ok, ngó môn nhiều cách để làm. Ok, hôm nay sư phụ chỉ cho quý vị. Ok, bây giờ mình bắt chảo lên, mình để chảo cho nóng. Đây là dầu ô liu, thấy không? Thơm. Okay. Mình cho một chút xíu dầu ô liu. Và mình cho chút xíu tỏi. Mình cho chút xíu hành lá. Và mình cho một chút xíu sả. Một muỗng này đây, một muỗng sả, sả bầm, ok. Nhớ món này là sư phụ ta xem trên mạng người Thái họ làm. Ok, nhớ là phải cần có ớt nghe không? Nhưng mà tùy theo quý vị sẽ bỏ ớt nhiều hơn, hiểu không? Đó. Và mình cho được gọi là gì, tỏi kia là tỏi bằm, hôm nay đây mình tỏi này là tỏi mình sắc lát ra. Wow, rồi kế tiếp của mình là mình cho nước cốt dừa. Wow, béo xem. Cách thức từ sư phụ làm món này vô cùng đơn giản mà lại nhanh mà ngon. Ok, sau đó rồi quý vị sẽ cho bột nêm vào, hay là quý vị thường là quý vị dùng bằng cái gì, muối, đường, bột ngọt ha. Nhưng mà thì thường thường sư phụ dùng ở đây là ta chỉ dùng bột nêm
bột niêm trái cây đó, nó không có liên quan. Thì sư phụ không dùng bột ngọt được, cho nên ta dùng bột niêm trái cây là chính đó. Đó, biết thấy không? Món này vô cùng hấp dẫn. Ngon. Mình sẽ cho củ ghiền, dài củ ghiền vào, và mình cho 2-3 củ ngải vào, và mình cho lá chanh, một ít lá chanh vào. Đấy. Trong thời gian mình nêm vừa khẩu vị của quý vị ăn mặn, ăn lạc đó là tùy, quý vị nêm vừa khẩu vị của mình nghe không? Đó. Bây giờ quý vị thấy cái nước của ta nó đã sôi rồi. À, bây giờ gì? Mình tắt lửa. Alright. Mình dùng một cái dĩa gì đây? Ngó môn này là ngó môn sống. Đây, sau khi đó mình sẽ đem ngó môn này mình hấp lên. Mình hấp cho nó chín lên. Qua đây là sư phụ có ngó môn đã hấp sẵn. Ok. Đó. Mình cắt ngó môn của mình xéo xéo khoảng chừng 5 phân. Hiểu chưa? Đã nghĩa là chiều dài nó là dài hơn một ngón tay mình một chút. Đó. Chả quý vị cũng sắc giống như vậy. Nha. Cái này là sư phụ thấy trên mạng nó làm, nhưng mà ta chế biến thêm. Create, more create. Đấy. Sau đó sư phụ sẽ cho dài cái trái táo tàu. Táo tàu là quý vị phải hấp nó lên cho nó chín, nghe không? Đó. Wow. Giờ sư phụ sẽ cho nó nóng lên. Món này rất là đơn giản, nhưng kế tiếp là quý vị phải cần có hoa tiêu và tiêu. Ok. Hoa tiêu và tiêu không thể thiếu. Nếu thiếu nó không ra được cái món này. Ok. Alright. Món này bắt đầu mình trang lên gì đây? Trời ơi. Sư phụ sẽ cho hoa tiêu lên. Ôi trời ơi, món này sao mà hấp dẫn thế. Và quý vị sẽ cho tiêu vào. Tiêu nhưng mà tiêu hột, không phải là tiêu cà. Đó. Cho nó cái hương vị nó đậm đà hơn. Ok, phải nhớ nấu ăn ti bổ dưỡng, nhưng chúng ta phải cần có cái nghệ thuật. Thấy chưa? Để trưng bày cho đẹp, chứ không phải mình chỉ nấu ăn bổ là thôi. Phải cần có nghệ thuật trưng cho nó đẹp. Thấy chưa? Gọi là đánh tan đi những cái sự lười biếng của cái đầu óc. Hôm nay sư phụ cho những người xuất gia, thầy trò cùng ra đi thu hoạch ngó môn để gửi về cho thiền sinh trong thời dịch bệnh này. Và những người thiền sinh đã ủng hộ vấn đề thực phẩm cho thiền đường trong thời gian đất nước Campuchia có cái vấn đề dịch bệnh nó hơi chồng chồng, cũng đóng cửa nhiều chỗ vân vân. Nhưng mà ở thiền đường đầy đủ, như sư phụ cũng đại diện cho những người xuất gia cũng như thiền đường, cảm ơn tất cả thiền sinh gọi là ủng hộ thiền đường, cũng như thiền đường cũng vẫn có một ít gạo, cho nên là đem đi cho những người nghèo ở khắp mọi nơi. Thì quý vị cũng đã biết rằng đôi khi rằng những thời dịch bệnh mà cô lập khắp mọi nơi, hoặc là đóng cửa vân vân vân, không có làm ăn được gì đó, để cho nhà nước họ phải xử lý những vấn đề này, thì những người khá giả thì họ có thể chịu đựng một thời gian. Còn tháng này, từng ngày, tháng cứ trôi qua, năm cứ trôi qua như vậy,
thì những người nghèo vô cùng khó khăn. Em, đó là những người mà mình bất hạnh nhất là những người nghèo. Cho nên Chúa Phụ đem gạo thiên đường cho, thì cũng cảm ơn tất cả thiền sinh khắp nơi ủng hộ và đưa gạo qua, giống như ngày hôm qua và ngày hôm nay. Là vậy thì sư phụ sẽ đem gạo đó đem đi cho tiếp. Cho nên sư phụ gỡ ngó môn về để tặng lại cho quý vị. Ok, thầy trò chúng ta. Ok, đó là ngó môn được trồng tại mảnh đất của thiền đường. Ok. Thôi giờ mình trở lại cái món mà sư phụ đã làm đây. Thấy chưa? Cái món này thì nó rất là đơn giản. Quý vị sẽ xem từng bột một, phải thấy chưa? Rất là đơn giản với cái cách thức mà sư phụ nấu. Nhìn thấy nước miếng. Thấy chưa? Cách thức sư phụ nấu thì nó đơn giản thiệt, nhưng mà quý vị nhìn thì xem từ từ nghe không? Cách thức niêm của sư phụ ta chỉ niêm một niêm mà thôi. Thấy chưa? Nó vừa ăn đừng niêm mặn quá. Ok. Đấy, thôi. Xin chào và chúc cho tất cả những người yêu ẩm thực, quý vị có thể làm cho gia đình mình một món ăn chay đầy dinh dưỡng. Thấy không? Tuy mình tu hành nhưng mình cũng phải biết cách chế biến nhiều món ăn đặc biệt ra cho cuộc sống gia đình của mình. Đây là một điều vô cùng tốt. Ok, tới. Xin chào.